Xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đang đến với channel Happy Together. Mình là Danny Dũng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp làm món cơm cháy nướng, trà bông và lạp xưởng với mọi người. Bây giờ thì Danny giới thiệu với mọi người nguyên liệu hôm nay để chúng ta làm món cơm cháy nướng nha mọi người. Nguyên liệu thì cực kỳ đơn giản thôi. Chúng ta sẽ gồm có bột nêm nè. Bột nêm thì chúng ta có thể xài bất cứ của hãng nào cũng được, nhưng mà Danny thì cực kỳ thích cái bột nêm của hãng này. Và nguyên liệu không thể thiếu đó là cơm nha mọi người. Cơm thì chúng ta có thể cơm gì cũng được, chúng ta có thể làm cơm nếp hoặc là cơm bằng gạo thường cũng được. Và cái nguyên liệu không thể thiếu nữa đó là trà bông. Trà bông thì chúng ta làm bất cứ trà bông gì cũng được nha mọi người. Và nguyên liệu kèm theo nữa mà Danny cực kỳ yêu thích nữa đó là lạp xưởng, chúng ta cắt mỏng ra như thế này. Và để tăng thêm cái gia vị nó ngon hơn, hấp dẫn hơn nữa thì chúng ta sẽ có hành phi nè mọi người. Hành phi với lại con ruốc. Và một chút xíu ớt bột. Và cuối cùng đó là mè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện nha mọi người. Rồi bây giờ mọi người thấy Danny chúng ta sẽ dùng một cái chảo mà không dính đó mọi người. Cho cái chảo nó ấm lên như thế này, nóng rồi bắt đầu chúng ta để cơm vô nè. Để cơm vô mình tán nhuyễn ra trước, mình tán cho cái cơm nó mỏng ra, nó dính xuống. Mình nhìn thấy nè, Danny đã ép cái cơm nó ra được như vậy nè mọi người. Chúng ta dùng cái chảo mà không dính á đó. Đó, ép như vậy là bắt đầu được rồi đó, mỏng như vậy thôi. Mỏng hơn nữa thì tùy theo mọi người nha, chúng ta muốn ăn cơm nhiều hơn cơm ít. Giờ bắt đầu nêm nếm được rồi đó. Danny sẽ để một chút xíu bột nêm thôi. Tại vì cái trà bông cũng vừa ăn rồi nè, mà lạp xưởng cũng vừa ăn rồi, cho nên chúng ta chỉ cần để cái này chút xíu thôi. Ok. Đây. Lạp xưởng thì tùy theo mình nha. Mọi người thích sắc miếng tròn tròn thì cứ để tròn tròn, còn sắc mỏng mỏng nhỏ nhỏ như Danny thì cứ sắc nhỏ nhỏ như vậy. Rồi chúng ta sẽ để con ruốc. Cái hành phi chúng ta sẽ để lúc mà gần chín rồi, gần xong rồi chúng ta mới để con ruốc. Hành phi vô nha mọi người. Hành phi với mè. Trà bông thì nếu mà mọi người có giờ tự làm thì còn không thì cứ mua ngoài chợ giống như Danny vậy nè. Đây là ớt bột. Màu rất là đẹp như mọi người, mà cũng rất là cay đó. Cho nên chúng ta tùy theo khẩu vị của mỗi người nhé. Rồi chúng ta tiếp tục ép tiếp. Lửa thì chúng ta để lửa trung bình thôi mọi người. Mỗi một cái gì chúng ta tùy theo cái lửa mình để cao hay thấp. Danny thì làm khoảng 5 phút một cái. Đây là một trong những món ăn ăn chơi mà rất là bắt miệng á mọi người. Chúng ta có thể uống bia được nè, uống rượu đỏ được nè. Và nếu mà người nào mà ăn hành á, chúng ta có thể làm miếng mỡ hành để lên cũng được nữa mọi người. Rồi mọi người thấy cái xung quanh cái dành bánh này nãy giờ như vậy là nó đã đủ chín rồi đó mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ để hành phi vào nhé. Hành phi và chút xíu mè nữa mọi người. Đây là những cái gia vị thêm vô thôi, nếu mà tùy theo ý của mọi người, tùy theo sở thích nữa. Chúng ta có thể thêm bất cứ gia vị gì mà chúng ta muốn nha. Cực kỳ đơn giản và dễ làm hết mọi người. Bây giờ Danny sẽ thử miếng nha. Cái này chúng ta có thể dùng kéo cắt ra như thế này nè. Danny hy vọng là mọi người sẽ thực hiện thành công cái món cơm cháy, nướng cơm cháy với lại trà bông với mọi người. Cực kỳ dễ làm. Danny làm được thì mọi người sẽ làm được. Nếu như yêu thích chương trình của Danny, hãy nhớ like, share và subscribe ủng hộ Danny nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ ba tuần sau. Bye bye.